Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại cùng gặp nhau và tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp tác phẩm truyện đang rất hay và gai cấn, cũng như cực kỳ hấp dẫn, ranh giới của tác giả Bùi Ngọc Phúc với diễn biến của tập 5 Không biết quý vị khán thính giả có chung cảm nghĩ với Đình Duy hay không, nhưng mà ở tập 4 cũng như là tập 3 ngày hôm kia, thì tác giả đã cho chúng ta gần như là là xem được những thước phim hành động. Tập 3 thì những cuộc giao chiến của âm binh, còn tập 4 ngày hôm qua thì là giao chiến của các cao thủ võ lâm. Tuy nhiên thì lão Lưu Quan nhiêm cũng như là hai con vật của mình à. Còn chó cộc đuôi thì đã bị chết mất rồi thì còn mỗi con chăn và hai à, và đệ tử của mình đã giành chiến thắng. Và chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến đang rất là hồi hộp ngay sau đây của tập 5. Khi từ gia đình thành kéo ra ngoài đất kinh kỳ kẻ chợ để hội quân rồi tiến về bàn cò, giống như bị thầy tướng họ lương cùng nhiều người khác, Trần Tiến Ân vô cùng hào hứng. Vốn nghĩ với những người võ công cao cường từng đối mặt với nhiều cao thủ nên chẳng ngại gì. Chẳng ngờ trận huyết chiến khiến ba người bỏ mạng. Đào xót so hơn nữa có cả người em trai. Điều này khiến cho Trần Tiên Ân suy sụp hoàn toàn. Lúc nghe lão già Lưu Quan Nhiêm nói tiện khách, anh biết lão đó muốn dừng tay, trước khi tất cả những người đến từ gia đình phải bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc. Giá kể trận chiến còn tiếp diễn, gần như chắc chắn anh chẳng thể đào ngược tình thế. Bốn dĩ nhật nguyệt đao pháp khuyết đi một nửa, về bản chất nó chẳng còn sự huyền diệu giống như màn song kiếm hợp bích của hai gã bảo tiêu. Khi bị hóa giải, có khác nào màn múa võ bán thuốc dạo của mấy người Hoa ở khu chợ lớn. Trận giao đấu kết thúc, con chăn mốc đã quay vào nằm cuộn tròn, còn con chó cộc đuôi được lão già canh miếu nhặt hai phần ghép lại rồi mang chôn trong lúc hai bên ngừng chiến trần tiến ân thấy gã diệp thanh tuyền vẫn cầm thanh đại đao đứng canh miếu với vẻ cảnh giác có lẽ gã đợi những người xâm nhập rời đi sớm nhất có thể vốn tinh thông võ nghệ và sử dụng thành thạo nhiều loại binh khí trần tiến ân biết thanh đại đao gã họ diệp cầm trên tay chỉ là loại vũ khí thông thường nó chẳng phải thanh đoạt hồn đao thuộc tứ đại thần đao của vương triều tây sơn Trời tạnh mưa không quá một ngày, bất ngờ mây đen kéo đến khiến mưa đổ như chút. Trong tiếng sấm chớp, cả vùng rừng núi mưa trắng trời nên đứng cách nhau một dài tay vẫn không nhìn rõ người đối diện. Cơn mưa giúp trôi đi từng vũng máu, nhưng nó khiến việc chôn cất mấy kẻ xấu số gặp khó khăn. Thoáng nhìn vị thầy tướng họ lương đang chăm sóc vết thương cho con trai khi đứng trú mưa dưới tán lá. Biết chẳng thể nhờ cậy được nên Trần Tiến Ân quyết nhanh. Tận dụng dòng nước suối đang chảy xiết, anh thả xác hai gã bảo tiêu trung thành để nhờ nước cuốn đi. Như vậy, thân xác hai kẻ xấu số sẽ hòa vào bờ lau ngọn cỏ nơi núi rừng của xứ Tuyên Quang. Trong lúc phải tự mình thủy táng cho thuộc hạ, Trần Tiến Ân lầm dầm khấn vái. Anh hy vọng họ sống khôn thác thiêng sẽ giúp đưa đường chỉ lối để những người còn lại rời bàn cò một cách an toàn. Vốn là người không thích nói nhiều, Trần Thế Ân tự hứa sau này về tới gia định thành, việc đầu tiên anh sẽ cho lập đàn cúng tế đầy đủ cho vong linh hai người bảo tiêu đỡ tuổi. Mặc cho trời vẫn mưa to, còn nước ở con suối dâng cao. Không muốn bị kẹt lại trong này bởi cơn mưa rừng dai dẳng, Trần Thế Ân dồn sức bế người em trai đã lạnh ngắt rời đi. Bước chân loạn trọng bởi mưa gió, nhưng anh chẳng cảm thấy giá lạnh, bởi đang thấm nỗi đau thấu tâm can. Hai anh em cùng lớn lên dưới một mái nhà, giờ âm dương cách biệt khiến anh chẳng biết phải ăn nói làm sao cùng thân phụ đoạn đường mòn trong rừng cổ thụ ra đường cái quan phải đi xuyên đêm nếu trời không mưa nhưng hiện nay tất cả như một dòng suối cùng đất bùn khiến việc đi lại vô cùng khó khăn bước đi một mình trong bùn đã khó giờ thêm người em trai đã nhắm mắt xuôi tay nên càng khó gấp bội phần dù chẳng nỡ rời xa nhưng trần tiến ân biết đã đến lúc phải an táng trần tiến uy nếu muốn đi tiếp tìm mãi thấy một mô đất cao. Trần Tiến Ân dùng thanh đao thay cuốc để đào hố vùi tạm xác Trần Tiến Uy. Anh tự hứa với lòng mình sẽ quay lại bàn cò để đưa di cốt em trai về thành gia đình an táng trong khu lăng mộ của dòng họ. Ngờ mặt ngước nhìn bầu trời xám xịt, mặc cho nước mưa hòa cùng nước mắt. Trần Tiến Ân thể độc sẽ truy cùng diệt tận thầy trò não già canh miếu họ lưu. Là người theo học võ bao năm, không khó để Trần Tiến Ân nhận biết nhát đao đoạt mạng em mình có chút lưu tình. Khi gã Diệp Thanh Tuyền đã lòng tay, nên Trần Tiến Uy không bị bay đầu xuống đất. Tuy nhiên việc đó không làm dịu đi mối hận đang sục sôi trong lòng. Sai lầm của anh bắt nguồn từ việc đánh giá thấp đối thủ. Chẳng ngờ nơi thâm sơn cổng cấp anh gặp phải cao thủ võ lâm. Nửa đêm, ba người ngồi đốt lửa sưởi ở nơi ít buồn đất, ngắm nhìn Lương Trung Cang là người con trai duy nhất của vị thầy tướng. Giờ thành tàn phế, anh biết họ trần cùng họ Lương đều chung mối hận thù biết trời mưa gió bão bùng rất dễ mắc kẹt lại trong rừng nhưng dù đã cầm máu cho con trai thầy tướng lương trung cần hiểu nếu không đưa tới thầy lang đắp thuốc vào vết thương có thể con trai sẽ sớm vong mặt không bận tâm đến mưa gió bão bùng thầy tướng lương trung cần dồn dành tâm trí vào việc niệm chú khi gió bắt đầu thổi bạt cơn mưa ông chậm rãi lắc chuông triệu thình đám âm binh để sai bảo dẫu cho đạo quân chim thành không còn Ông vẫn dựa vào đám mâm binh ít ỏi còn lại để thoát khỏi tình thế hiện nay vì con trai mình. Ngay khi cánh tay của Lương Trung Cang cùng thanh trường côn rơi xuống, hai gã bảo tiêu và bị công tử họ trần hồn lìa khỏi xác. Ông cay đáng thấy mình không phải là đối thủ của lão Lưu Quan nhiệm. Xưa này cao thủ khó gặp, nhưng lão già cánh miếu họ Lưu thuộc hàng quái nhân ẩn mình trong rừng sâu còn khiếp hơn cả cao thủ. Sai lầm của ông bắt nguồn từ chính sự đố kỵ. nhẽ ra không có trận huyết chiến này, nhưng sai lầm nối tiếp sai lầm tất cả khiến ông chẳng thể quay về vạch xuất phát được nữa tiếc thương cho công tử trần tiến uy chẳng thể quay về chợ lớn buồn vì người con một của mình thành phế nhân nên chẳng thể nối nghiệp họ lương để hành nghề bất hạnh đổ xuống đầu những người trẻ tuổi tất cả bắt đầu bởi sự tranh đấu của người lớn tuổi sau hai lần thua tan nát còn dính đủ vết thương thầy tướng lương trung cần Trật nhớ đến câu của công cần tiên sinh thời tam quốc khi ông ngửa mặt than trời đã sinh du sao còn sinh lượng dù chẳng tề xoay chuyển tình thế nhưng mối hần này ông chẳng tề nuốt trôi và không còn mặt mũi nào quay về gia định gặp tiên sinh họ trần ngay khi đám âm binh chặt cây làm đường thầy tướng lương trung cần cùng trần tiến ân và lương trung cang nhanh chóng rời khu rừng đầy âm khí lúc họ đặt chân ra đến đường cái quan một cỗ xe ngựa đang đợi sẵn bỏ lại sau lưng ngôi bàn cò đầy ám ảnh theo lệnh của thầy tướng cỗ xe ngựa chạy xuyên đêm cho đến khi trời tang tảng sáng đưa con trai đến gặp thầy nang để chữa trị vết thương tránh nhiễm trùng và cắt mấy chục thang thuốc để uống thầy tướng lưng trung cần ngậm ngùi căn dặn vị công tử họ trần hãy quay về gia định thành cho sớm ông sẽ ở lại cùng con trai hết năm nay rồi tính tiếp thấy trần tiên ân ái ngại cho mình bị thầy tướng họ lưng chỉ tay về phía trước rồi điềm đạm nói công tử yên tâm thua keo này ta bảy keo khác phía trước là hàng vạn bộ xương của quân lính mãn thành. đó chẳng phải là điều thuận lợi khi ta muốn có đội quân âm binh của riêng mình bầu không khí tang thương bao trùm ngôi từ đường họ trần trước đèn lồng trắng treo cao cùng giải độ bạch vắt ngang báo hiệu nhà có tăng. đứng trước bàn thờ vừa đập có bài vị của trần tiến huy đến tận lúc này ông trần tiến thành vẫn không tin đó là sự thật ngay khi tin dữ bay về, ông còn đủ bình tĩnh đợi người con trưởng trở về xác thực thông tin. Dẫu cho người Hoa có cách truyền tin và truyền ngân lượng an toàn, nhanh chóng và chính xác. Tuy nhiên, ông vẫn muốn một lần nhận được tin không chính xác hoặc nhầm địa chỉ. Lúc người con trưởng bước vào nhà một mình, ông hiểu ngay tin tức nhận được hơn 10 ngày trước hoàn toàn chính xác. Nhằm giúp cho hương hồn con trai đỡ lạnh lẽo, trước khi tiến hành lễ tang, Trần tiến thành nhân danh trường họ đã cho mời những bậc cao niên trong họ đến bàn bạc. Do Trần Tiến Uy chết khi chưa kịp lập gia đình, do vậy để con trai không cô đơn dưới âm tào địa phủ, họ Trần sẽ tổ chức âm hôn, tức là đám cưới ma cho kẻ bắn số. Dù biết nhà mình tiền vàng ngân lượng không thiếu, nhưng để kiếm được một cô dâu vừa hạp tuổi, lại chết trẻ là điều rất khó. Bởi thế ông Trần Tiến Thành muốn cả họ bắt tay vào việc, bởi mọi nghi lễ cần thực hiện trước cúng 49 ngày của Trần Tiến Uy sau mấy ngày đôn đáo có người cho biết nhà họ tống có cô con gái tuổi vừa đôi tám đã chẳng may qua đời từ vài năm trước xét về tuổi tác và gia đình đều môn đăng hộ đối việc còn lại sẽ do hai gia đình bàn bạc không bỏ lỡ một giây ông trần tiến thành cho người đội mâm lễ vật sang nhà họ tống xin cho đôi trẻ được kết hôn ở cõi âm trước khi hai người đã chết về chung một nhà một thầy tướng ở gia đình thành được họ trần vời đến sau khi bày lễ chu đáo vì thầy tướng liền rung chuông sai quỷ mai mối đi dặm hỏi còn những người khác lo việc may đôi áo màu đỏ dành cho cô dâu cùng chú rể trong ngày cưới không giống như đám cưới bình thường ngoài mâm cỗ tang dành cho đôi uyên nương đã chết nhà họ trần mở tiệc khoản đãi mọi người trong ba ngày kết thúc đám cưới lúc này nhà họ trần chính thức tổ chức tang lễ cho con trai khi mọi việc cho người con xấu số, số đã xong Ông Trần Tiến Thành sai người đào mộ của con dâu họ Tống để lấy toàn bộ xương cốt cho vào chiếc túi lụa đỏ. Giao cho người con trưởng túi đựng xương, ông nhắc Trần Tiến Ân mau quay lại nơi ăn táng Trần Tiến Uy. Hiện nay việc cần làm trước khi bước sang năm mới chính là đào mộ Trần Tiến Uy, sau đó đặt bộ hài cốt cô gái họ Tống vào bên cạnh. Như vậy dù chẳng may ván số, con trai ông không bị cô đơn dưới tuyển đài. Dẫu biết người con trưởng mệt mỏi và suy sụp sau chuyến đi dài nhưng ông muốn trần tiến ân quay lại khu rừng là có nguyên do chính việc không bảo vệ được trần tiến uy khiến ông chẳng muốn nhìn mặt trần tiến ân ít nhất là trong thời điểm này nếu quay ra bắc lần nữa ông biết nhanh nhất phải qua tết người con trường mới quay về nhà đợi người con trường đi khuất mắt ông cho gọi người quản gia tâm phúc vào bàn chuyện đặt tối bạc trước mặt vị trưởng tộc họ trần căn dặn người quản gia hãy về kinh thành huế sau đó tìm cách chuyển cho thượng thư bộ hình lá đơn tố cáo trong đơn viết rõ một bản của người mán quần cộc trên xứ tuyên quang đã kháng chỉ họ bao năm nuôi giấu một tội phạm do triều đình đang chóc nã hôm trước nghe trần tiến ân phân trần dù hai anh em kết hợp để thi triển nhật nguyệt đao pháp tuy thế uy lực của tuyệt chiêu đoạt hồn vẫn khiến địch thủ nắm ưu thế chẳng cần đến tận nơi hay chứng kiến màn đao pháp bằng kinh nghiệm của mình nên ông gần như chắc chắn kẻ dùng đao đoạt mạng con trai mình chính là hậu duệ của hoàng đô đốc Nhìn túi bạc nặng trĩu, người quản gia họ viên lệ phép nói. Bẩm trần tiên sinh, việc tội phạm thông thường đâu có cần gõ cửa bộ hình cho tốn kém. Vẫn chưa nguôi nỗi buồn mất con, Trần Tiến Thành biết ông chẳng hy vọng dựa vào lão thầy tướng họ lương hay mấy kẻ dù giỏi võ nhưng hiệu dũng vô mưu. Trong thời gian đợi người con trưởng quay về xác thực, ông đã viết đơn tố cáo để mượn tay triều đình nhổ cò tận gốc. Dẫu sao đó là cách duy nhất khiến những kẻ dám đối đầu nhà họ Trần phải trả giá chỉ tay vào túi bạc, sau đó đặt đá đơn lên bàn, ông khẳng định. Ngay khi tiếp nhận đơn tố cáo, chắc chắn bộ hình sẽ chuyển cho Hoàng thượng phê duyệt, bởi kẻ đang lẩn trốn chính là đô đốc Hoàng Thanh Chất. Khi người ăn kẻ ở trong nhà lui xuống, hai người con trai là Trần Tiễn Gia cùng Trần Tiễn Bảo đi lo công việc thường ngày. Ngồi một mình trong gian từ đường của dòng họ, Trần Tiễn Thành ước mình được trẻ lại. Chẳng giống các bậc đế vương mù quáng đi tìm thuốc trường sinh mất não. Ông chỉ muốn đủ sức khỏe để tự tay truy cùng diệt tận kẻ giết hại con mình. Báu vật của tổ tiên chưa tìm được. Nhà họ Trần đã mất một người con trai. Cùng hai bảo tiêu tinh thông võ nghệ. Như vậy đến lúc được chạm tay vào bộ kim lũ ngọc y. Còn một chặng đường xa ngái. Mặc cho cánh phụ nữ vẫn sụt sùi trước bài vị của Trần Tiến Uy. Ông bước nhanh vào tư phòng để suy ngẫm đường đi nước bước tiếp theo. Dù chẳng còn bao nhiêu ngày nữa sẽ bước sang năm mới. Không giống như ở gia đình, khí hậu ngoài Bắc lạnh hơn rất nhiều, đặc biệt ở miền biên viễn. Đúng vào những ngày giữa tháng chạp, Trần Tiến Ân cùng mấy người lầm lỗi đi vào rừng cây cổ thụ, nơi anh đã phải đào hố chôn xác em trai mình. Dù biết hiện nay thi thể chưa tan rã, nhưng thực hiện theo lời dặn của thân phụ, anh vẫn phải đặt bộ hài cốt của cô gái họ Tống bên cạnh. Việc này giúp cho Trần Tiễn Uy khỏi cô đơn lạnh lẽo ở nơi xa nhà đến ngàn dặm. Không còn chịu cảnh mưa gió bão bùng, con đường mòn bùn ngập tới ngang chân. Tuy vậy, mùa đông trời tối sớm nên đoàn người phải đốt đuốc soi đường. Vì đại tướng họ Lương đã dặn mọi việc phải tiến hành vào ban đêm, tốt nhất là vào giờ Dậu nên mọi người ăn bữa chiều ngay giữa rừng trước khi tiếp tục hành trình. Do lần trước vùi em trai không có nổi manh chiếu, bởi tình thế bắt buộc. Quay lại nấm mộ chôn vội lần này, Trần Tiến Ân không quên mang theo cỗ quan tài do bốn người gia nhân buộc dây thừng, rồi sò đòn can khiêng ở phía sau lưng. Thương em nằm trong đất bùn nhão nhét, ngoài cỗ quan tài còn có hương trầm, đủ hết. Anh muốn bù đắp phần nào, bởi đó là sự dây dứt khôn nguôi. Ngay khi đến giờ nằm lễ, đợi cho bốn người gia nhân đặt cỗ quan tài bên cạnh nấm mồ đơn sơ trần tiến ân thắp hương và sắp lễ vị thầy tướng họ lương bắt đầu làm lễ theo truyền thống đêm khuya thanh vắng nên tiếng chuông tiếng mõ nghe rõ mồn một, một nó khiến cho nhiều oan hồn vất vưởng phải dừng lại lắng nghe như tìm sự giải thoát khi buổi lễ hoàn tất dưới ánh sáng của ba ngọn đuốc cỗ quan tài màu đỏ được mở nắp chuẩn bị đón trần tiên uy sau khi giải vương lụa đỏ Trần Tiến Ân đặt bộ hài cốt của cô gái họ tống vào trước. Chỉ chút nữa thôi, cô sẽ được nằm cùng chồng của mình. Họ sẽ hưởng hạnh phúc ở bên kia thế giới cùng nhau. Ném và đống củi đang cháy rừng rực một nắm xà cùng nhiều quả bồ kết đã phơi khô. Trần Tiến Ân gật đầu cho mấy người gia nhân bắt đầu đào mộ. Khi mùi tử khí đang phân hủy bốc lên nồng nặc, ra hiệu cho mọi người lùi về phía xa. Trần Tiến Ân chít khăn tang và lấy vuông vải bịt ngang mũi anh gượng nhẹ đưa xác em trai vào cỗ quan tài dốc cả bao trà cùng hoa phơi khô để phủ kín xác trần Tiễn uy anh tự tay đậy nắp rồi đóng cá để hoàn tất việc quan trọng đợi khi những người gia nhân hạ cỗ quan tài xuống huyệt vừa đào sâu hơn trần tiến ân xúc những xẻng đất đầu tiên lấp xuống việc phải đào lên rồi chốt lại khiến anh thấy đau lòng Tự tay cắm tấm bia mộ bằng đá có khắc dòng chữ trần tiễn uy chi mộ ngay phía trước. Trần Thế Nân xuống con suối rửa tay rồi thắp hương và hứa trước vong linh của em trai. Trong thời gian tới, anh sẽ đưa hài cốt của hai vợ chồng quay về đoàn tụ trong khu mộ của dòng họ. Việc tâm linh đã xong, nhìn về phía bàn cò cách đó không xa, tự dưng mối hận trong lòng bất ngờ lại sụp sôi. Dù hiểu rõ mình chẳng thể đấu đao pháp cùng với gã Diệp Thanh Tuyền, nhưng anh muốn gã đó phải ngấm nỗi đau mất người thân giống mình dặn vị thầy tướng họ lưu ở lại làm thêm một lễ nữa cho đôi hồn ma uyên ương trần tiến ân xách thanh đại đao cùng mấy người gia nhân phăm phăm bước đến bàn cò trời lạnh kèm sương muối khiến cảnh vật chìm trong sương mù tuy thế chẳng mấy khó khăn trần tiến ân nhận ra ngôi nhà trình tường ngay đầu bàn thói đời oan có đầu nợ có chủ trần tiến ân không muốn đám gia nhân nhúng tay vào việc ân oán anh cầm ngọn đuốc đang rực sáng bước lại gần rồi vung tay ném mạnh trong giây lát, ngôi nhà trình tường đã chìm trong biển lửa. Đứng nhìn ngôi nhà bốc cháy, nhưng không ai chạy ra dù có tiếng kêu. Trần Tiến Ân thấy không tiện ở lại do dân bản sẽ ùa tới. Khóa tay ra hiệu cho mấy người gia nhân cùng rút vào rừng. Tất cả nhanh chóng biến mất trong màn sương huyền nào. Sau khi vị thầy tướng họ lương hoàn tất buổi lễ, đoàn người nhanh chóng rời khu rừng để quay ra đường cái quan. Họ biết nếu ở lại thêm nữa, rất có thể những người bán quần cọc sẽ truy đuổi, khéo chẳng còn đường để trở về thành gia đình. Khi đã ngồi trên xe ngựa rời xa xứ tuyên quang, đưa mắt nhìn màn xương răng kín lối, Trần Thế Ân ngậm ngồi nhận ra một điều. Lòng hận thù đã khiến anh thành kẻ sát nhân. Ngày trước luôn tự hào mình là người văn võ song toàn, tuy nhiên danh giới dứt thiện và ác quá mong manh. Bằng việc tự tay phóng hỏa nhà họ Diệp, dẫu trả thù được cho cái chết của em trai, nhưng anh thấy mình chẳng khác nào ngụy quân tử. Hận thù vốn có sức hủy diệt ghê gớm, rồi đây gã Diệp Thanh Tuyền sẽ vắt mối thù lên thanh đại đao rồi đi đòi mạng. Ý thức được điều đó nên Trần Tiên Ân chẳng mong sống đời bình yên. Đưa tay nhận cổ khoai luộc từ người gia nhân, bè nửa cổ đưa cho vị thầy tướng, anh khẽ hỏi. Theo lương tiền sinh, việc đốt nhà có thái quá không? Từ ngày cậu con trai duy nhất bị nhận một đao mất nguyên cánh tay, Thầy tướng lưng trung cần nhận thấy con mình biến thành người khác hẳn. Dẫu thương con nhưng ông chẳng biết làm gì hơn. Nhiều lúc đành tự an ủi một điều, nếu so với tiên sinh Trần Tiến Thành mất con. Nỗi đau của ông chỉ như một vết xước thoáng qua. Đêm nay, trong lúc làm lễ chức ngôi mộ của Trần Tiến Uy, thấy Trần Tiến Ân vác đuốc và bàn cò đốt nhà, ông coi đó là việc tự nhiên bởi có thù phải trả. Dù vì công tử họ Trần không hỏi, bản thân ông thấy việc đốt nhà là điều chẳng có gì quá quát. Xét cho cùng chỉ là đòi lại món nợ máu khiến người đã khuất được mỉm cười nơi chín suối. Khi thấy ngôi nhà bốc cháy, ông đoán gã đệ thừa của lão già canh miếu không ở trong đó. Rất có thể người chết cháy là bà mẹ thường hay phơi thóc trước sân nhà. Rơi gần hết nửa củ khoai luộc sau khi làm ngộm nước cho đỡ nghẹp, Ông điềm đạm nói Dẫu đốt cả khu rừng cùng hai chục nóc nhà trong bản để trả thù cũng không có gì là quá đâu, công tử chứng kiến con trai lương trung càng đang sống trong tuyệt vọng và uất hận sau khi trở thành người tàn phế thầy tướng lương trung cần thấu hiểu và cảm thông nỗi hận thù của vị công tử họ trần đêm nay nằm lễ cho trần tiễn uy ông thấy như chút được gánh nặng với tiên sinh trần tiễn thành việc chưa tìm được tung tích của hoàng đô đốc khiến ông thấy hổ thẹn chưa kể việc đó khiến nhà họ trần hao người tốn của dù là những ngày cận tết nhưng khi về đến thành thăng long sau một thoáng suy nghĩ trần tiến ân quyết định chưa vội quay vào gia đình bởi những chuyến ngược xuôi nam bắc khiến anh thấm mệt còn một điều chẳng dám thổ lộ cùng ai sau cái chết của người em trai tự anh biết thân phụ giận mình nên muốn tống khỏi nhà cho khuất mắt tiến bốn người gia nhân quay về nhà trước trần thế ân chắp tay đi dạo sau những ngày băng rừng lộ suối lo mồ yên mà đẹp cho người em trai khi ngang qua một tiểu điếm rộng rãi nghe tiếng đàn tiếng hát vọng ra dừng chân lắng nghe sau vài phút suy nghĩ anh quyết định bước hẳn vào để thưởng thức giọng hát ngọt ngào và sâu lắng. Không giống những nơi từng đi qua, đất kinh kỳ kẻ chợ có nhiều sự khác biệt. Say đắm tiếng hát của người ca nương, Trần Tiến Ân thấy lòng mình thanh thản một cách lạ thường. Dù chưa thể trả thù được, nhưng hợp táng và lo cho em trai mồ yên mà đẹp, sau đó phóng hỏa đốt nhà kẻ thù, bấy nhiêu là đủ để anh đỡ cảm thấy dây dứt. Dẹp mọi oán thù sang một bên, Trần Tiến Ân quyết định đêm nay sẽ ở bên một người đẹp nếu không cuộc sống chẳng còn nghĩa lý gì khi men rượu đã ngấm trần thế ân chẳng vội quay về ngôi chùa nơi cha con vị thầy tướng họ lương đang tá túc anh thả lảo người cùng một người đẹp đi dọc hành lang dài và hẹp khi cánh cửa phòng khép lại chẳng còn nhớ đến thân phận của mình giống bao khách làng chơi khác anh vui thú bên người kỹ nữ chẳng mang đến cái tết đoàn viên bên gia tộc họ trần đã nhiều lần xa nhà dài ngày khi theo thuyền trở hàng xuôi về phố hội, nhưng hiếm khi Trần Tiến Ân đón Tết như là khách trọ. Thời thế đổi thay, nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Năm nay đón Tết kỷ sửu 1829 ở thành Thăng Long là điều anh chẳng ngờ tới. Đúng đêm 30, khi tiếng pháo trong thành vọng lại, nỗi nhớ nhà cộng thêm sự nhớ thương em trai khắc khoải khiến Trần Tiến Ân như con thú bị dính bẫy, dẫu uống cạn mấy bò rượu nhưng anh chẳng hề say thậm chí càng uống lại càng tỉnh bỏ mặc cô kỹ nữ xinh đẹp đất kinh kỳ đang ra sức chiều chuộng trần thế ân để thanh đại đau lại phòng trọ anh dắt theo thanh kiếm quý rồi cưỡi con ngựa ô nhằm hướng tuyên quang thẳng tiến người xưa nói oan có đầu nợ có chủ dẫu có thiêu chết được người nhà họ diệp thực lòng anh chẳng thấy vui vẻ gì kẻ đáng chết là diệp thanh tuyền chưa thấy đối diện. Như vậy khác nào chém dao xuống nước chỉ thêm sầu. Phi ngựa suốt đêm, đến lúc cả người và ngựa thấm mệt, Trần Tiến Ân dừng lại ngả lưng vào cây cô đơn bên đường chập mắt cho đỡ mệt. Anh biết, chẳng tội gì mò mẫm trong đêm rồi đụng phải đám âm binh của lão già canh miếu họ lưu. Dù đến đúng vị trí cửa rừng khi trời tăng tảng sáng, Trần Tiến Ân chẳng vội băng rừng vào bàn cò. Người ta nói quá tam ba bận, anh muốn nhân dịp năm mới trả được thù để em trai nơi suối vàng được an giấc ngàn thô. Ngày mùng một Tết Nguyên đán, vị công tử họ Trần bước vào tuổi 30, nhưng một mình lặng lẽ đi trả thù. Có lẽ cơn nóng giận như ngọn lửa bốc cao. Lúc này chỉ có máu của kẻ thù may ra dập tắt được ngọn lửa đó. Khi dừng chân bên bờ suối, Trần Tiến Ân ngẫm thấy cuộc đời thật trớ trêu. Lẽ ra việc đi tìm máu vật chưa cần đến hai anh em phải tham gia. Nhưng sự nhiệt tình quá mức khiến âm dương cách biệt. Tròn bãi cỏ gần cây cổ thụ, Trần Tiến Ân múa bài hắc long kiếm, khi người và kiếm như hòa nằm một. Tuyệt chiêu này có thể hóa giải đoạt hồn đau. Khi biết mình chạm trán với hậu duệ của Hoàng Đô Đốc, dù thua nhưng Trần Tiến Ân vẫn chưa phục, có lẽ chỉ có khi hồn lìa khỏi xác, lúc đó may ra anh mới chịu nhận mình là người thua. Kết thúc bài Hắc Long Kiếm Pháp, khi tra kiếm vào vỏ tự nhiên trần tiến ân như thoáng thấy đám mây đen trên bầu trời uốn thành dòng đen như vậy đó là điềm báo cát tường theo như gia phà cũng như các cụ cao niên họ trần truyền khẩu tương truyền khi xưa cụ tổ trần tiến vương theo thuyền chở tơ lụa ra khơi và lúc trời trạng vạng cụ đang múa kiếm nơi mũi thuyền bất ngờ có con rồng đen từ đám mây trắng lao xuống cuốn lấy thanh kiếm căn cứ vào những thế uốn lượn thiên biến vạn hóa Cụ tổ Trần Tiến Vương đã sáng tạo ra tuyệt chiêu Hắc Long Kiếm Pháp, truyền cho con cháu đời sau. Hắc Long Kiếm Pháp vốn dùng để bảo vệ gia tộc họ Trần, chẳng ai có thể ngờ vào những ngày đầu năm mới, tuyệt chiêu đó phải mang ra đoạt mạng người. Khi thanh kiếm tắm máu kẻ thù sẽ chẳng có gì đáng nói, nhưng nếu dùng để giết người vô tội, dù cầm trên tay bảo kiếm cũng chẳng khác gì con dao phay trên tay gã đồ tể. Trái với không khí ảm đạm của mùa đông, khi cả vùng rừng núi đủ loài hoa khoe sắc, tất cả như bừng lên sau giấc ngủ dài khi đón chào mùa xuân. Đất trời vốn vạn vật sinh sôi, dưới suối cá bơi thành đàn gồm cá mẹ dẫn theo đàn cá con. Trên rừng muông thú đi tìm bạn đời khiến tiếng kêu của chúng đầy khắc khoải. Vào mỗi sáng cũng như khi mặt trời lặn, đàn co mãi miết bay đi rồi bay về. Dù bà con mán quần cọc ở bàn cò không đón Tết Nguyên đán như người kinh dưới xuôi, nhưng họ làm lễ mừng cơ mới và ăn uống linh đình từ nhà này qua nhà khác. Những đạo điên thế sự hay lệnh vua trốn triều đình, với họ chẳng có gì quan trọng bằng cuộc sống yên bình. Bởi đời an cư lạc nghiệp. Trong lúc hơn 100 con người già trẻ lớn bé ăn uống linh đình, một bóng người sách kiếm đi phía sau những cây chuối, có lẽ bà con dân bản chẳng thể ngờ người men theo con suối là vị công tử họ trần mãi tận thành gia định tới đây báo thù không ngược xuôi ngang dọc bà con dân bản vốn quanh năm sống ở nơi thâm sơn cùng cốc nên đất kinh kỳ kẻ chợ khéo cả đời chưa đặt chân tới huống hồ là mảnh đất mãi tận phương nam xa xôi rời khỏi vườn chuối nhưng không theo lối mòn dẫn vào bản trần tiến ân lặng lẽ men theo con suối dẫn tới miếu sơn thần buổi trưa dù ánh nắng ngập tràn nhưng thời tiết vẫn có phần xe lạnh biết lão già canh miếu họ lưu là một thầy phù thủy cao tay ấn bởi vậy anh chọn giờ chính ngọ khi dương khí đủ mạnh khiến đám hồn ma bóng quế do lão sai bảo chẳng thể xuất đầu lộ diện đúng như vị thầy tướng họ lương đã thổ lộ với lão già họ lưu không thể dùng thần quyền nhưng nếu ra tay bằng đao kiếm lão đó chẳng thể dung chuông triệu thình đám âm binh được nữa khi thoáng nhìn ngôi nhà trình thường cháy tan hoang chưa được sửa sang trần tiến ân tự hỏi liệu mình có quá ác không anh sợ nếu chẳng may tiêu chết người vô tội, như vậy oán khí ngút trời chẳng thể chối bỏ. Khi biết chắc dân của hai chục nóc nhà tại bàn cò đang tụ tập ăn uống ở mấy ngôi nhà cuối bàn, Trần Tiến Ân thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao đào kiếm vô tình, nên mãi giao chiến dễ khiến người vô tội dính đòn sát thương. Đứng nét mình sau cây nim cổ thụ quan sát, thất vọng bởi chẳng thấy bóng dáng của Diệp Thanh Tuyền để trả thù, Trần Tiến Ân tặc lưỡi quyết định lấy mạng lão già canh miếu lưu quan nghiêm do được vị thầy tướng họ lương nói trước trần tiến ân biết rõ lão già họ lưu chỉ giỏi thuật âm binh còn võ nghệ chẳng hề biết để phòng thân chứ chưa bàn đến việc tỉ thí bước nhanh vào miếu sơn thần vừa thấy con chăn đất mốc thích ngóc đầu như rắn hổ mang rồi rít những tiếng gió đầy hăm dọa chẳng cần phí lời như lần trước để lỡ mất cơ hội trần tiến ân vung kiếm tạo thành một đường vòng cung khi con chăn đất ứng với thanh long của miếu sơn thần vươn cổ nó đã bị một cơn gió nhẹ lướt qua số phận thật mỉa mai con chân đất ứng với thanh long đã bị bay đầu bởi con rồng đen tức hắc long kiếm pháp lần trước đã vào tận miếu thư truyện nhưng kết cục phải bê sắc em trai vùi tạm trong rừng sâu do vậy khi chưa lấy mạng lão lưu quan nhiêm trần tiến ân sẽ không tra kiếm vào vỏ lưỡi kiếm sắc loang loáng đúng như cảnh con rồng lúc ẩn lúc hiện trong đám mây ngay khi những ngọn nến trên bàn thờ phụt tắt bởi đường kiếm lượn qua trần tiến ân dồn lực đẩy thanh kiếm chém một phát ngang cổ lão lưu quan nhiêm ngọt hơn chém thân cây chuối. Ngắm thủ cấp của lão thầy phù thủy cao tay ấn văng ra ngoài sân, nhưng toàn thân vẫn ngồi bên bếp lửa không đổ gục xuống. Dòng máu vụt ra từ cổ khiến những thanh củi vụt tắt, còn khói bốc lên nghi ngút. Trần Thế Ân cha kiếm vào bò rồi chắp tay cung kính nói. Hậu bối Trần Thế Ân xin được đắc tội với Lưu thiệt sinh ngồi uống rượu cùng cha con thầy tướng lương trung cần tại nhà trọ gần chùa huy văn dù vẫn đang trong những ngày mọi nhà ăn uống say sưa nhân dịp đón chào năm mới nhưng trần tiến ân chẳng thấy vui thú gì sau khi dùng tuyệt chiêu hắc long kiếm pháp tiễn lão già canh miếu họ lưu xuống tuyền đài anh hiểu mình đã vượt qua mọi ranh giới của những người đọc sách thánh hiền vẫn biết mối thù phải trả nhưng biến thành kẻ sát nhân là điều chưa từng ngờ đến mặc cho vị thầy tướng họ lương nói đôi lời an ủi trần tiến ân thấy lòng mình nguội lạnh như đỉnh núi đầy băng giá nơi miền biên viễn rót thêm rượu vào bát trần tiến ân buồn bã nói nơi đây chẳng còn gì lưu luyến đã đến lúc lương tiên sinh về thành gia đình được rồi thấu hiểu nỗi buồn của công tử họ trần tuy nhiên thầy tướng lương trung cần không nghĩ như vậy ngài nhận lời tìm bộ kim lũ ngọc y cho nhà họ trần ông đã hứa sẽ hoàn thành để nhận về trước bát vàng đời tống. Giá kể không có trận huyết chiến, có lẽ ông chấp nhận về thành gia đình một thời gian. Tuy nhiên hiện giờ việc đó là không thể. Bốn mã liếc nhìn con trai nóng ngóng ngắp thức ăn bằng tay trái. Ông hiểu nếu hai cho con quay về sẽ chẳng còn cơ hội lần nữa. Chỉ tay về phía trước nơi có nhà đang ăn uống linh đình. Ông giải thích rõ việc mình ở lại trốn kinh kỳ kẻ chợ là có lý do. Trước sau gì bí mật về kho báu nhà Tây Sơn sẽ được hé mở giờ là lúc kiên nhẫn đợi hậu duệ của vị đô đốc họ Hoàng xuất đầu lộ diện đầu năm mọi người đều chúc nhau may mắn vạn sự hành thông với những người buôn bán thì phát tài phát lộc tuy nhiên ngồi ở mâm rượu lúc này hai cha con họ Lương cùng vị công tử họ Trần chẳng thể vui nổi thầy tướng Lương Trung Cần ngậm ngồi nói có lẽ họ Lương sẽ lập nghiệp nơi đây công tử hãy mau quay về thành gia đình sớm không mọi người lại mong uống cạn chén rượu Trần Tiến Ân mỉm cười đầy cay đắng không ai khác, chính thân phụ của anh nó chẳng muốn nhìn mặt đứa con thất bại, nên tống đi trong khuất mắt dù anh vừa quay về. Giờ đây, nơi gác trọ anh chỉ biết tiêu sầu bằng những vò rượu. Khi chưa tỉnh cơn say, Trần Tiến Ân lại ngộp lặn trong biển tình ân ái cùng người kỵ nữ trốn kinh kỳ kẻ trợ. Thấy cha con vì thầy tướng họ lương chẳng thiết quay về thành gia đình, tự nhiên Trần Tiến Ân ước muốn được bay lượn và sống đời tự do như cánh chim trên tận trời cao vốn đã định quay về nhà báo tin vui đã tiêu diệt được kẻ thù tuy nhiên anh thấy giờ đây việc đó chẳng còn quan trọng bởi nếu có lấy thêm mạng của gã diệp thanh tuyền người em trai thân thiết cũng chẳng thể sống lại khi trời tăng tảng sáng không một lời từ biệt bị thầy tướng họ lương trần tiến ân khoác tay nải cầm thanh kiếm rời đi sớm riêng thanh đại đao anh để lại cho lương trung cang luyện tập bằng cánh tay còn lại trong lá thư do người phu trạm Truyền về cho thân phụ ngay dòng đầu tiên anh đã viết. Đứa con bất hiếu Trần Tiên Ân xin dập đầu bái lại song thân. Kể từ ngày hôm nay, con xin được làm cánh chim trời phiêu dạt muôn nơi. Khi nối nghiệp thân phụ hành nghề thầy tướng kim thầy phù thủy, dù bản thân có thể sai khiến đám âm binh, tuy nhiên lão hiếm khi lạm dụng sức mạnh tâm linh, bởi quy luật âm dương cân bằng đã có từ thùa khai thiên lập địa. Càng hành nghề lâu lão càng thấm, trên đời chẳng ai đủ tài và trí lực nhằm dịch chuyển càn khôn nếu đi ngược quy luật sớm muộn sẽ nhận quả báo trận chiến giữa đạo quân âm binh nhà nam tống với đạo quân âm binh chiêm thành của lão lương trung cần xét ra đó là việc vạn bất đắc dĩ âm dương vốn là hai cõi cách biệt nếu mài mê dùng người coi âm quấy nhiễu người cõi dương sớm muộn gì ngọc hoàng thượng đế cũng ra tay chưa kể vong hồn của hàng vạn binh sĩ bỏ mạng nơi xa trường bị sai bảo Đến một lúc nào đấy, chính những vong đó tìm cách trừng trị kẻ đã sai khiến mình. Miếu sơn thần đã bị máu của những kẻ từ phương xa tới nhuộm đỏ khắp nơi. Chẳng còn lưu luyến chỗ này, lão lừa quan nhiệm biết đến lúc mình sẽ phải rời đi trước khi quá muộn. Đợi người đệ tử đặt gùi xâm vào góc nhà, lão điềm đạm nói. Giờ đã hiểu vì sao ta nhắc làm bộ giả cho thân phụ con rồi chứ. Sau họ trần, chắc đến đám quan binh triều đình kéo tới đây. Nhận mắt rượu do Diệp Thanh Tuyền vừa rót, lão thấy những gì mình bấm quẻ và tiên liệu đều xảy ra đúng như vậy. Ngay khi đô đốc Hoàng Thanh Chất nhắm mắt xuôi tay, đích thân lão dùng phương thuốc bí truyền cùng chất lòng sền sệt được chiết xuất từ nhựa cây để ướp xác người vừa mất. Dù không nói ra, nhưng tận đáy lòng, lão dành sự kính trọng với vị đô đốc Triều Tây Sơn vì ông lập nhiều chiến công hiển hách. Đặc biệt khi ông cùng vua Quang Trung đánh đuổi hai vạn quân mãn thanh khỏi kinh thành Thăng Long. Bởi tổ tiên lão cùng nhiều người khác phải tha hương, nguyên nhân bắt nguồn từ lúc nhà Thanh nắm quyền cai trị. Dẫu cho các vị hoàng đế Thanh Triều đề cao mãn hán một nhà, nhưng không phải người nào cũng tin theo. Việc di cư tìm vùng đất mới là điều không thể tránh khỏi. Khi dân bản cò khiêng cố quan tài đi ăn táng ông Diệp Phương Viễn, họ đâu biết đó chỉ là cố quan tài rỗng. Thực ra người nằm trong quan tài hôm đó là một hình nhân cho dân bản nhìn mặt lần cuối trước khi đậy nắp. Cẩn thận chọn việc ăn táng khi mặt trời đã lặn sau dãy núi, Lão xài đám âm binh viết quan tài xuống để những người khiêng cảm giác nặng đúng như khiêng cỗ quan tài bình thường. Ngày đó khi ướp xác vị đô đốc triều Tây Sơn xong xuôi, lão nhắc đệ tử Diệp Thanh Tuyền liệm cho thân phụ của mình bộ kim lũ ngọc y. Hồi đô đốc Hoàng Thanh Chất còn sống đã tiết lộ, bộ kim lũ ngọc y được Thái Đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc lấy được của những nhà buôn người Hoa. Sau rơi vào tay vua Quang Trung Nguyễn Huệ, tuy nhiên do cả hai anh em vua Tây Sơn đều không thể mặc vừa bộ quần áo bằng ngọc quý đó được lưu tại phượng hoàng trung đô chẳng ai ngó ngàng tới lúc quân triều tây sơn sụp đổ vị đô đốc họ hoàng ngoài việc mang theo bộ kim lũ ngọc y còn cất dấu bức hỏa đồ chỉ dẫn tới nơi chôn dấu kho báu nhưng cái chết của ông khiến mọi bí mật được phủ lớp sương mờ buổi đêm khi dân bản cò sau khi ăn táng ông diệp phương viễn được đãi cơm rượu no say đã về nhà ngủ lúc này thi hài của đô đốc hoàng thanh chất được đặt vào một cỗ quan tài khác rồi bí mật đem an táng cỗ quan tài bằng gỗ quý cực nặng nên chục người khiêng còn vất vả. Nhờ đám âm binh súng bảo khiêng, nên người nhà chẳng phải động tay. Khu lăng mộ bí mật do đội quân âm binh đào hầm dẫn vào huyệt mộ. Mọi việc được tiến hành âm thầm trong đêm cho đến khi trời sáng. Đúng như tiên đoán của mình, khi thấy lão Lương Trung Cần và Trần Tiến Ân từ phương Nam xuất hiện, lão đoán ra những kẻ này đi tìm tung tích của đô đốc Hoàng Thanh Chất nhằm thu hồi báu vật. Điều gì đến phải đến, trận chiến của hai đạo âm binh chưa khiến kẻ thua tâm phục khẩu phục nhưng trận huyết chiến năm ngoái sẽ khiến mối hận thù dâng cao ngút trời xoa hai tay vào nhau cho ấm lão lưu quan nhiêm điềm đạm nói đã đến lúc con hạ sơn được rồi đừng vấn vương mãi nơi xó rừng kẻ uổng phí cuộc đời cổ nhân đã dạy tam thập nhi lập nghe lời ta về thành thăng long sớm đi dù muốn về rất kinh kỳ kẻ trợ nhưng diệp thanh tuyền nấn ná mãi do mẫu thân đang ốm còn người em trai mài vác đao theo hầu quan chi châu vẫn biết mỗi người có một lựa chọn nhưng anh hiểu nếu thân phụ còn sống chắc chắn ông sẽ buồn vô hạn bởi người con thứ chọn cách sống như vậy ngày xưa khi truyền dạy võ công và đao pháp cho hai anh em ông đã nhắc lại việc muốn lập thân phải chọn người để theo diệp thanh sắc rộng võ nghệ hơn người nhưng chọn chi châu nông văn vân khiến anh thở dài vì thất vọng khi khai đao hạ sát trần tiến uy thật lòng anh biết đó là vạn bất đắc dĩ cho dù đã nương tay giúp vị công tử họ Trần được chết toàn thây, nhưng mối hận thù đâu thể giải bày hay hóa giải, anh chỉ biết đó là ý trời. Do đã kiếm đủ số sâm quý cùng mật ăn rừng cho lái buôn dưới xuôi, Diệp Thanh Tuyền múc tô cháo gà vào chiếc liễn màu da lươn rồi bưng về cho mẫu thân đang ốm. Dù không phải con ruột của bà, nhưng với anh, mẫu thân sinh anh rồi mất, hai mẫu thân bú mớm cho anh khi còn nãm ngừa, đều được kính trọng như nhau. Giống như mọi ngày, đợi mẫu thân ăn hết đến cháo gà và uống bát thuốc, Diệp Thanh Tuyền khép cửa quay về miếu sơn thần. Trước khi rời đi, anh không quên cho thêm củi vào bếp để căn nhà thêm ấm cúng, nhằm chống chọi cái lạnh tê tái của mùa đông. Đêm miền biên viễn lạnh thấu xương, Diệp Thanh Tuyền quay về miếu sơn thần luyện âm binh cùng sư phụ. Mặc dù hiện nay anh biết mình chẳng cần học thêm, vì đã lĩnh hội đủ những gì cần cho một thầy phù thủy. Trước khi bước vào miếu, diệp thanh tuyền múa bài đoạt hồn cho ấm người khi đưa quan tài của thân phụ vào huyệt mộ chính tay anh đã mở nắp quan tài rồi đặt chiếc ấn vàng cùng thanh đoạt hồn đao vào đó dẫu biết đó là một trong tứ đại thần đao nhưng anh hiểu mình và em trai vốn tài hèn sức mọt nên chẳng thể sử dụng tốt nhất là để thân phụ mang theo lúc đi gặp tổ tiên ấn vàng vốn thuộc trọng trách bảo quản của ông nay để trong cố quan tài sẽ khiến quan binh triều nguyễn chẳng thể tìm ra việc đúng sai sẽ do hậu thế luận bàn khi hai thầy trò còn chưa tỉnh ngủ, tiếng thanh la cộng tiếng người hòa nhau dập lửa vang lên khắp bản. Chưa tỉnh ngủ hẳn, Diệp Thanh Tuyền thấy tim mình như thất lại, bởi ngọn lửa bốc cao từ phía ngôi nhà đầu bản, nơi thân mẫu anh đang nằm dưỡng bệnh. Bà con dân bản hối hả bốc nước suối dập tắt đám cháy, nhưng bà Diệp Khánh Chi đã cháy thành than trong biển lửa, khiến Diệp Thanh Tuyền gục ngã. Cái chết oan nghiệt của thân mẫu khiến anh thấy cay đắng, bởi hận thù tự có chân tìm đến những người vô tội lại lãnh đủ. Cúi xuống nhặt chiếc cúc cá bằng gốm, anh nhớ rõ lần trước gã công tử họ Trần đã mặc áo lụa và cài loại cúc này. Như vậy dù không thấy bóng dáng hung thủ, anh biết chắc chắn gã Trần Tiến Ân mò đến bàn cò nhằm trà món nợ máu. Vẫn biết trong giao đấu sẽ chẳng nói trước điều gì, bình sinh đao kiếm vốn vô tình, nhưng lòng người khi hận thù còn đáng sợ hơn mọi loại thần đao hay bảo kiếm. Trong trận huyết chiến lần trước, khi khai đao lấy mạng Trần Tiễn Uy, trong thâm tâm của mình, Diệp Thanh Tuyền biết sẽ có ngày hôm nay. Khác chăng, nó đến sớm hơn dự định nên anh thiếu sự phòng bị. Kẻ thù giờ không nhắm đến miếu sơn thần vì chẳng phải địch thủ. Nhưng chúng dồn oán hận lên tứ thân phụ mẫu của đối thủ. Đúng là phường vô đạo. Đang ở Châu Bảo Lạc, nhận được tin giữ nên Diệp Thanh Sắc mắc đại đao cùng hơn chục tay kiếm vội phi ngựa quay về bàn cò. Tiếc rằng kẻ thù đã cao chạy xa bay cỗ quan tài của thân mẫu được dân bản kê ngay bên ngoài ngôi nhà trình tường đã bị thiêu rụi nắm chặt cán đao diệp thanh sắc nghiến răng nói tội ác do thằng công tử họ trần gây ra em sẽ vào năng giết sạch ba họ nhà nó cho hả cơn giận khi màn đêm buông xuống hai anh em diệp thanh tuyền diệp thanh sắc đã bí mật đưa di cốt của mẫu thân vào hợp táng cùng thân phụ trong lăng mộ giống như lần ăn táng thân phụ của mình việc khiêng cố quan tài và mở hầm mộ đều do đám âm binh thực hiện tuy vậy ở trên lưng chừng núi vẫn có ba ngôi mộ giả với đầy đủ văn bia tất cả nhằm tránh sự nhòm ngó của kẻ thù thấy em trai bức phàm phàm từ cỗ quan tài của thân phụ dù anh đã hết lời can ngăn nhưng diệp thanh sắc vẫn mở cỗ quan tài nhằm lấy thanh đao quý khi nắp quan tài bật mở hai anh em đứng lặng người hồi lâu bởi thấy thân phụ dù hạc giá vân du đã lâu nhưng sắc diện hồng hào tươi tỉnh như vừa chợp mắt không dám làm kinh động tới giấc ngủ thiên thu của thân phụ Diệp Thanh Sắc thò tay, nhấc thanh đoạt hồn đao để vào nam rửa hận. Thanh đao quý thuộc tứ đại thần đao, vốn dùng để công thành chém tướng nơi xa trường. Ngờ đâu giờ được mang ra để chém người, nhằm trả thù riêng. Ý của em trai đã quyết, Diệp Thanh Tuyền không dám cản. Dù sao anh vẫn thấy dây dứt bởi có mặt tay bàn cò khi nhà bị cháy. Tiếc rằng mọi nỗ lực đều không cứu được người. Thấy em trai sách thanh đoạt hồn đao rời đi ngay trong đêm tối, đứng bồi hồi trước ba cỗ quan tài của người thân diệp thanh tuyền nhớ đến lời của sư phụ đã nhắc nơi sáu rừng chẳng còn gì khiến anh phải lưu luyến khi thế đệ tử tiến bộ từng ngày lão lưu quan nghiêm mừng vì che già măng mọc nhưng vẫn lo ngại mơ hồ bởi gia tộc họ trần đâu dễ quên mối hận mất con không giống diệp thanh tuyền vốn là hậu duệ của đô đốc hoàng thanh chất tổ tiên họ lưu của lão hay tổ tiên họ lương cùng gia tộc họ trần ở chợ lớn tất cả đều di cư tận Bắc Quốc sang đây. Vốn đồng văn đồng chủng nên lão hiểu, sớm muộn gì nhà họ Trần sẽ rửa mối thù cho hà giận. Ngồi uống từng ngụm rượu, lão nhớ lại trận chiến kinh hoàng hôm đó. Dù khâm phục đệ tử võ công tâm hậu, nhưng ở đời biết đủ là đủ, lão đã kịp thời nhắc người đệ tử dừng đau. Nếu không cả đám người đó thành hồn ma vất vưởng. Dẫu biết con chó cọc đuôi bị giết hại dã man, nhưng ba mạng người đổi lấy mạng chó vẫn khiến lão rùng mình. Nếu trận chiến còn kéo dài thêm chút nữa, biết đâu trong cơn say máu, Diệp Thanh Tuyền sẽ lấy mạng luôn hai cha con lão thầy tướng Lương Trung Cần cùng đại công tử nhà họ Trần. Những ngày đầu năm khung cảnh ở bàn cò khác hẳn. Sau những tháng chút lá chỉ còn những thân cây xác sờ. Khi mùa xuân tới, các cây hoa lê và hoa mận được dịp khoe sắc. Vùng rừng núi bừng tỉnh sau giấc ngủ đông. Đây là thời kỳ dân bản tạm xa những thừa ruộng bậc thang, hàng ngày cánh đàn ông vào rừng săn bắn và kiếm tìm sản vật quý cánh phụ nữ ra suối bắt cá thả trâu đi ăn hoặc ngồi dệt vải trái ngược với không khí tưng bừng náo nhiệt đó ngôi miếu sơn thần rêu phong cổ kính vẫn vắng lặng có phần u ám sau cái chết thảm của con chó cộc đuôi lão lưu quan nhiêm đã đổi ít sâm quý nhận về một con chó đá của tay lái buôn dưới xuôi ngắm con chó đá giống con chó cộc đuôi lão đặt ngay ngoài cổng để nó canh gác đêm ngày Xét về mặt tâm linh, khi còn sống, con chó cộc đuôi ngồi canh miếu ở hàng hiên và bắt chuột cho con chăn mốc. Giờ thác đi, nó hóa đá ngồi canh bên ngoài cột trụ biểu cũng hợp nhẽ. Ngồi hút thuốc bên bếp lửa, lão lưu quan nhiệm ngắm cây đào ngoài cổng nở hoa cùng nhiều chồi non xanh mướt. Nhờ sắc đào nên ngôi miếu sơn thần bớt đi sự hoang phế. Dịp cuối năm và bước sang năm mới, lão thường bận rộn hơn do thường xuyên đi cúng cho mấy nhà trong bản thậm chí tiếng lành đồn xa lão được các bản gần đó cho người tới rước gọi là bản gần nhưng kỳ thực đi nhanh phải mất một ngày đi và một ngày về nhà giàu thường giữ lại làm lễ ba ngày rồi khoản đãi cơm rượu nhà nghèo cũng phải mất một ngày lễ rồi chung vui cùng gia chủ nên nhiều khi lão vắng mặt cả tuần hễ mỗi lần đi cũng xa miếu sân thần được người đệ tử cai quản hôm nào diệp thanh tuyền bận đi rừng lão chọn hình nhân thế mạng rồi dùng thuật phù thủy để hình bóng của mình luôn ngồi trong miếu sau một tuần đi cúng bên bản chuột nằm ngay trên núi phiêng khàng trở về dù chưa bước vào miếu nhưng lão lưu quan nhiêm đã ngửi thấy mùi khó chịu theo gió sọc vào mũi đứng nhìn con chăn mất đầu chỉ còn lại đống bầy nhảy lão biết kẻ giết nó phải thuộc hàng cao thủ võ lâm bởi con chăn của lão đâu dễ gì giết được chưa kể nó là hiện thân của thanh long nên có sự khác biệt tìm mãi không thấy phần đầu của con chăn lão đoán có thể bị chó rừng tham mất tiếc con chăn quý nên lão đào hố ngay cạnh nơi chôn con chó cọc đuôi rồi cho xác con chăn xuống như vậy cả thanh long lẫn bạch hồ của miếu sơn thần đều đi đầu thai kiếp khác cúi xuống nhặt hình nhân thế mạng của mình bị chém bay đầu lão thở dài bậy oán thù không cởi được sẽ còn khổ bao người nam ngoái khi trần tiến ân bê xác em trai rời đi lão biết từ nay bản cọt chẳng còn được sự bình an như trước lòng hận thù sẽ khiến người ta làm những việc chẳng thể lường chẳng nói gì cao xa nhìn vào việc con chân đất cùng hình nhân thế mạng bị chém bay đầu lão tiếc cho một vị công tử văn võ song toàn đã biến thành con người khác hẳn vốn dĩ biết chắc vị công tử họ trần sẽ quay lại trả thù lão tiền thể nương theo ý đồ nhằm giúp anh ta thỏa mãn cơn say tắm máu có lẽ sau khi vùng kiếm chém bay đầu một người trần tiến ân nhận ra mình sẽ chết dần trong thù hận mất đi hai con vật quý chưa kể mẫu thân của người đệ tử chết cháy lão biết oán khí ngút trời chẳng còn cơ hội hòa giải Năm trước mong người đệ tử về xuôi, nhưng năm nay lão sẽ về cùng nhằm tránh cho bản cò thêm phần điêu linh. Đúng ngày mùng năm Tết Xuân Kỳ Sửu 1892, lão Liêu Quang Nghiêm cùng đệ tử Diệp Thanh Tuyền lặng lẽ rời bản cò về đất kinh kỳ kẻ chợ. Mọi người sẽ đoán lão đi cúng bản xa bản gần. Trên đường về xuôi, lão giải thích cho người học trò sinh sau để muộn được rõ Đúng 40 năm trước, thân phụ của cậu là Đô Đốc Hoàng Thanh Chất đã cùng vua Quang Trung dẫn đầu các đạo quân tiến vào kinh thành Thăng Long. Vào ngày mùng năm Tết Xuân kỷ Dậu, ôn cố tri tân nhưng cả hai đều hiểu việc tiến vào kinh thành Thăng Long khi xưa khác hẳn lần di cư về thành Thăng Long lần này. Chẳng luyến tiếc bàn cò, biết đã ẩn mình bấy lâu đủ rồi, dẫu sao thầy trò não cũng chẳng phải người bán quần cộc, do vậy về xuôi là lựa chọn đúng trong tình hình thực tế bao năm lưu lạc xứ người, giờ đây Giang Sơn Đại Việt đã đổi chủ và đổi tên thành Đại Nam. Tuy vậy tâm nguyện của lão chưa hoàn thành nên có nhiều dây dứt. Vốn dĩ từ lâu, lão muốn tìm long mạch để táng di cốt thân phụ. Nhưng sau nhiều năm tìm hiểu, lão biết ở nơi thâm sơn cùng cốc, nếu táng đúng huyệt tốt thì con cháu chỉ làm đến chức chi châu hay lang đạo là hết. Sợ dĩ lão muốn về xuôi bởi nhiều nguyên do. Thăng Long là vùng đất địa linh, sinh nhân kiệt nơi đó vượng khí ngút trời nên tìm long mạch không quá khó thấy đệ tử diệp thanh tuyền hỏi sẽ tá túc ở đâu lão liêu quang nghiêm nói ngay thầy trò ta sẽ ở ngay cạnh dòng sông tô lịch đứng bên dòng sông tô lịch nghe tiếng chuông chùa từ xa vọng lại diệp thanh tuyền thấy buồn vì ngày đầu năm mới mà nhà dính đại tang biết không cả nổi em trai đi trả thù nhưng anh thấy buồn nhiều hơn vì ân oán chất chồng dù thân phụ cùng hai mẫu thân đã yên giấc ngàn thu trong lăng mộ nhưng anh vẫn sợ một ngày nào đó chính lòng tham không đáy sẽ khiến nhiều kẻ phát cuồng tìm cách đà mới lăng mộ tìm báu vật là ấn vàng triều tây sơn cùng bản đồ kho báu ngày trước khi đặt thanh đoạt thần đao vào cỗ quan tài vốn là người cẩn thận nên diệp thanh tuyền đã sao chấp lại những ký hiệu khác trên cán đao không tham vàng bạc hay đồ quý giá anh tin rất có thể một ngày nào đó sẽ có người tìm ra nơi chôn những báu vật bởi xét cho cùng những đồ quý giá giờ thành vô chủ. Đang đứng bên bờ sông, từ bên kia có tiếng một người con gái hát, dù chưa nghe rõ lời, nhưng giọng hát trong trẻo ngân vang khiến Diệp Thanh Tuyền mường tượng người con gái thuộc hàng quốc sắc thiên hương. Sống bao năm nơi bàn cò, hàng ngày làm bạn với những cây cổ thụ trong rừng. Đêm về tu luyện cùng đám âm binh, tiếng hát khiến Diệp Thanh Tuyền tìm cách sang bên kia sông để một lần hội ngộ. Đêm nay, anh chợt nhận ra trên đời này còn nhiều điều thú vị chẳng kém gì luyện võ và triệu thình đám âm binh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Ranh Giới. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị của các bạn. Hẹn gặp lại quý vị của các bạn trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.